Khói từ các vụ cháy rừng ở Úc đã bay qua Thái Bình Dương và ảnh hưởng các thành phố ở Nam Mỹ và có thể đã đến Nam Cực, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới Liên Hợp Quốc WMO cho biết hôm 7 tháng Giêng. Bầu trời ở thành phố Auckland, New Zealand đã biến thành màu cam sáng rực vì khói cháy rừng. Nhưng bầu trời ở nơi xa xôi như miền Trung Chile giờ đã chuyển sang màu xám vì khói, và WMO trích dẫn các báo cáo rằng hoàng hôn ở thủ đô Buenos Aires của Argentina đã chuyển sang màu đỏ. Phát ngôn viên của WMO Claire Nullis nói với phóng viên ở Geneva rằng các vụ hỏa hoạn đã dẫn đến chất lượng không khí nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe con người tại các thành phố lớn ở Úc, lan sang New Zealand và đưa khói bay hàng ngàn km qua Thái Bình Dương đến Nam Mỹ. Các vụ hỏa hoạn đã hoành hành nhiều tháng qua tại Úc, thải ra 400 triệu tấn carbon dioxide vào khí quyển và tạo ra các chất gây ô nhiễm có hại, theo chương trình giám sát Copernicus của EU cho biết. Có những báo cáo về tro màu nâu xuất hiện trên các sông băng ở New Zealand có khả năng đẩy nhanh tốc độ tan chảy, theo chương trình này cho biết.